Reuters thông tin về một sự kiện đáng chú ý khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc tham quan tại sân bay vũ trụ Vostokny ở Viễn Đông vào ngày 13 tháng 9. Trong lúc đi dạo qua khuôn viên, hai nhà lãnh đạo đã dừng lại ở khu vực đậu xe limousine Aurus của ông Putin. Lúc này, chủ nhân của Điện Kremlin đã mời Chủ tịch Kim Jong-un ngồi vào ghế sau để trải nghiệm chiếc xe do Nga sản xuất. Sau đó, ông Putin chuyển qua ghế bên cạnh. Cuộc gặp gỡ thân mật này được ghi lại trong một video được truyền thông quốc gia Nga đăng tải. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng đưa tin về sự kiện này, nêu rõ rằng Tổng thống Putin đã giới thiệu xe riêng của mình cho Chủ tịch Kim Jong-un trước khi họ bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật. Đây không phải là lần đầu Tổng thống Nga giới thiệu xe riêng của mình cho một lãnh đạo khác. Cuối năm 2018, ông đã mời Chủ tịch Triều Tiên khám phá chiếc limousine của mình tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ở Singapore. Aurus Senus là một mẫu xe hơi nội địa Nga và ông Putin đã sử dụng loại xe này từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2018 để thể hiện ủng hộ sản phẩm nội địa.